bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Cà phê Ông Bầu của Bầu Đức và Bầu Thắng chính thức khai trương, giá trị 16.000 đồng một ly. Mỗi ly bán ra sẽ góp 1.000 đồng vào Quỹ Phát triển Tài năng Việt. Thương hiệu cà phê Ông Bầu đã chính thức mở bán tại địa chỉ 331 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh từ sáng ngày 19 tháng 2 năm 2020. Đây là sự kết hợp giữa ba doanh nhân lớn, yêu thích và gắn liền với bóng đá Việt Nam, bao gồm ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đồng Tâm và ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công ty Nutifood. So với các chuỗi cà phê khác, cà phê Ông Bầu có giá mềm hơn khá nhiều khi mỗi ly cà phê đá chỉ dừng ở mức 16.000 đồng. Ngoài ra, cửa hàng còn phục vụ thêm các món đồ uống khác như sinh tố, trà sữa trân châu, sữa chua và macchiato. Không chỉ ngon ở vị, nhiều khách hàng còn đánh giá cà phê Ông Bầu ngon ở tình người bởi mỗi món đồ uống được bán ra, cà phê Ông Bầu sẽ trích 1.000 đồng vào quỹ tài năng là quỹ do ba ông Bầu sáng lập để phục vụ cho những mục đích cộng đồng. Ngay trong ngày khai trương, đích thân Bầu Thắng đã xuất hiện tại quán cà phê để chế, bưng bê cà phê, thanh toán và chụp hình với khách. Hồi đầu tháng 1 2020, tại lễ công bố một giải bóng đá dành cho sinh viên, Bầu Đức từng xuất hiện với tư cách là đại diện của công ty cà phê Ông Bầu, một trong 8 nhà tài trợ chính cho giải đấu. Ông Đức cho biết cà phê Ông Bầu là một công ty cổ phần được nhiều thành viên đồng sáng lập nhưng không phải là công ty con của Hoàng Anh Gia Lai. Với quỹ đất trồng cà phê organic đã phát triển từ lâu, ông cùng với đối tác có ý đồ sản xuất cà phê sạch và bán sản phẩm ra thị trường trong thời gian tới. Bầu Đức tiết lộ, tôi nhận thấy nếu lấy tên là cà phê Ông Đức thì e rằng không ai biết đến nên quyết định chọn thương hiệu cà phê Ông Bầu, cà phê sạch cũng như phong cách bóng đá sạch mà tôi theo đuổi. Theo thông tin trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cà phê Ông Bầu là công ty mới được thành lập từ ngày 25 tháng 11 năm 2019. Công ty này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng do ba cá nhân góp vốn là bà Trần Thị Kim Oanh, bà Đoàn Hoàng Anh và ông Võ Quốc Lợi. Trong đó, bà Trần Thị Kim Oanh sở hữu 51% vốn tại Cà phê Ông Bầu và cũng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Bà Oanh là thành viên ban kiểm soát của công ty cổ phần cà phê Phước An, một công ty con của tập đoàn Nutifood. Bà Đoàn Hoàng Anh là một trong ba người con của Bầu Đức, nắm 24,5% vốn tại cà phê Ông Bầu. Ông Võ Quốc Lợi, con trai của Bầu Thắng, nắm 24,5% còn lại. Ông Lợi hiện là cổ đông nắm 4,74% vốn tại ngân hàng Kiên Long Bank, nơi Bầu Thắng từng làm chủ tịch giai đoạn 23-28. Theo đăng ký, ngành nghề kinh doanh chính của cà phê Ông Bầu là sản xuất cà phê, bên cạnh đó là sản xuất chè, bán buôn bán lẻ đồ uống, thực phẩm, dịch vụ phục vụ đồ uống, hoạt động tư vấn quản lý. Nhận Anh, tổng hợp, Trí Đức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.